Thanh niên về quê mới trở lại thành phố, ở lâu quá quên mất luôn chìa khóa phòng, nên sao mà vẫn vào được phòng. Nhưng khi mở cửa ra thì phát hiện bên trong có một bé chó đang quẩy đuôi chào anh trở lại, còn phía sau đó lại là một đống lộn xộn. Thanh niên bắt tay vào dọn dẹp sạch sẽ, nhưng mà ai ngờ lại dọn nhầm phòng giúp thanh niên khác.